Nam-mô-bút-tha-gia, Nam-mô-tham-ma-gia, Nam-mô-sang-kha-gia. Con kính hãy lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên. Xin đã đến giờ vào lớp học, kính xin tất cả tác âm thanh, trang nghiêm thân khẩu ý, hướng tâm vào thời kinh lễ bái Tam Bảo do chị Tịnh Hạnh tụng đọc. Dạ, xin mời chị. Dạ, Nam-mô-bút-tha-gia, Nam-mô-tham-ma-gia, Nam-mô-sang-kha-gia. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào của chúng học viên trong lớp, con xin thay mặt các lớp tụng kinh Tam Bảo. Sage ta me cha ro be giri se khara ta te chan ta ni khe vi ma ne di pe ra te cha ga me ta ru na ga ha ne ge ha wa thum hi khe te phong ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga Tê thán ta sán tí kê yang mô ni vá ra vá chá náng sá thá vô mê sơ nán tu thám ma sá vá ná ká lô. A yam phá đán ta thám ma sá vá ná ká lô. A yam phá đán ta thám ma sá vá ná ká lô. A yam phá đán ta. Nam mô ta sá vá gá vá tô a ra hà tô sám ma sám bú a thá sá nam mô ta. Sa-pha-ga-wa-to arahato sama sambuddha sa-na-mo-ta sa-pha-ga-wa-to arahato sama sambuddha sa bodhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyambe bodhang saranang gacchami dutiyambe dhammang saranang gacchami tatiyambe sanghang saranang gacchami tatiyambe buddhang saranang gacchami tatiyambe dhammang saranang gacchami tatiyambe sanghang saranang gacchami iti viso phanga kwa arahang samma sambuddho vijjajarana sambanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarathi sathane kwamano sanam buddho phanga kwa tinati me saranam anyam buddho me saranam kwarang etena saja vacche na ho tu me jaya mangalang hu tamang ge na wan de hang ba da pang song wa ru tamang bu the yo khali do do so bu tho kham tu tang ma mang so kha do phang wa ta tham mo san di thi ko ka ri ko e hi pa si ko o pa na ni ko pa cha tang we di ta po wen yo hi di na thi me saranang an yang tham mo me saranang wa rang e te na sa cha wa che na ho tu me cha ya mang ga lang hu ta mang ye na wan de ham tham man cha du vi tham wa rang tham me yo khali to do so tham mo kham tu tang ma mang Sobati banno phagavato savaka sangho Jobati banno phagavato savaka sangho Nyayapati banno phagavato savaka sangho Samichibati banno phagavato savaka sangho Yadidang chattari purisa yugani Atha purisa mokala esa phagavato savaka sangho nai yo pa hu nai yo da ki nai yo anjali karani yo anuttaram munya khetam loka sati na thi me saranam anyam sangho me saranam varam etena saja vacche na ho tu me jaya mangalam uttamam yena vandeham sanghan janu vitha tamang sanghe yo khali to do so sangho khamatu tang mamang vandami jeti yang sa pang sa patha ne sapati ti tang sa riri katha tu maha bo thim bu tharo bang sa kalang sa dam
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Xin chào lớp. Bây giờ hôm nay thì đến lễ sư ạ.
Dạ. Vì hôm nay thì mình học trả lời câu hỏi với lại đọc đoạn văn. Dạ, thưa sư trả lời câu hỏi rồi, bữa nay đọc đoạn văn. Trả lời câu hỏi rồi hả? Dạ. Giờ được đọc đoạn văn. Lẽ không có liên quan tới đoạn văn chút nào sao? Dạ có, dạ có. Hãy gạch dưới các động từ khả năng cách đã được sử dụng trong đoạn văn. Cái này mình gạch dưới. Khả năng cách được sử dụng trong trường hợp nào thì như vậy câu này là rồi. Tìm một động từ có hình thức như bất chấp tí và tập chia động từ đó ở dạng khả năng cách. Cái này mình cũng làm rồi. Gạch dưới các danh từ nam tính vị ngữ y có biến cách như manh ti đã được sử dụng trong đoạn văn và tập chia. Này mình cũng làm rồi. Hãy tập đặt câu với các động từ pasati, marati, parijesati, karoti, nivatati theo hình thức khả năng cách. Vậy là mình chỉ còn đọc đoạn văn gạch dưới khả năng phân từ thôi. Giờ chúng ta đọc đoạn văn ha. Giờ chúng ta nghe đọc đoạn văn trước rồi mình tập đọc theo. Rồi trong khi đọc thì mình cũng để ý để tìm khả năng phân từ. Khả năng cắt đó thưa sư. À, khả năng cắt thưa sư. Tati yô đề qua đù tô. Siddhartha Raja Kumaro Channa Sarathi Sathin Mahalakancha Rovincha Pasitwa Tatiyang Ujjana Phumiyang Charikang Ahindamano Sannipatitang Nanaratani Dusani Niwasintang Mahachanakayang Sakhin Kari Kita càng cà rí dạ mà nàng. Sô xà rất thình bú chi tòa y thác bú cà lô cà lạc cà tò á hồ sì tí. Nhạ tòa ăn tò bú ràng ni vật tí tùng rạch hàng bà rà chê sĩ. Sô tăng á gà tò đúc khì đùm mạ nô chà bà xa sơ tí. Chà rà bà nhá dì sơ tí bà thí bà nhá dì sơ tí mạ rà nàng. Panya yisati ahang attha mariyami tenahi jati chara vyathi maranehi pamunjitung vithing pariyesayami ti pachayi panaso idani tehi pamunjitung kathang katung newa vichani. Vài lần nữa. Tati yo de qua đu tô Siddhartha Raja Kumaro Channa Sarathi na Sathin Mahalakancha Rovincha Pasitwa Tati yang Ujjana Phumiyang Charikang Ahindamano Sannipatitang Nanaratani Dusani Niwasintang Mahachanakayang Sakhin Kari Cari càng cà rì dạ mà nàng sô xà ra thình bùi chi tòa y thạ bô ca lô ca lạc ca tò á hồ sì tí nhạ tòa ăn tò bù ràng ni vát tì tùng rạ thăng phá ra chê sĩ sô tàng á gà tò đúc khì đùm mạ nô chà tá xa sà tí chà ra bà nhá dì sà tí dạ thi bà nhá dì sà tí mạ ra nàng bà nhá dì sà tí Ahang Attha Mariyami Tenahi Chati Charabhyati Maranehi Pamunjitung Vithin Pariyesayami Tipachayi Panaso Idani Tehi Pamunjitung Kathang Katung Newa Vichani. Rồi mời lớp giơ tay lên để mình tập đọc đoạn văn để mình nhớ được một ít từ vựng.
anh Khánh có lên lớp không đi? Anh các Khánh mời lớp đọc bài giúp sư đi. Dạ, xin. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ, thưa sư, xin đọc ạ. Ta ti dơ đề quá đu tô sư thật thá ra chát của mơ rô cha ná sa rát ná khí nà sắc thiên má há lắc càn chá rô ghiên chá bá sư tòa ta ti giang quý gia ná phu mi giang cha rí căng a hình đá mà nô sang ní bá ti tăng na na rác ta ní đút sa ní ní qua sang tăng má hà cha ná ca giang sắc kiên cá rí chít ta căng cá rí giang cá rí giá mà năng sô sa rắc thiên bút chi to ít thá bút ga lô ca lá ca tô á hồ xí á hồ xì tí nhá tòa ăn tô bú răng ni vát tít tung rác thăng và bà bê xí sô tăng agato đúc thi đùm bà nô cha tát xá xá tí cha ra bà nhà dít xá tí gia thí bà nhà dít xá tí má ra năng bà nhà dít xá tí á hăng á tha má rê gia mí tê na hí cha tí giá ra và thí mà ra nề hí ba môn chi tùng quý thiên ba đi về xây dầm ba đi về xây dầm mi tí bách hà vi bách hà dí ban na so ý đà ní tăng ca tung nề quá quýt cha ní thư xin xin hết rồi. Dạ, xin mời Phật tử Phương Tây. Dạ, con xin đọc tát ki giờ đế phát đi tô ti đắc hà ra giác thu ma rồ chắc na sa ra tị thiên tắc thiên ma hát lá cam cha rô rin cha bát sư tòa tắc ti dần bức gia nát bù mi dần cha ti a hiền đã mạng nồ sáng ti tắc tam na na rác tà nghị bút xà nghị đi qua sân tăng ma hà dần nát hà dần tắc thiên thà rí chít tắc cầm thà rí dạ man nàng sô ra khắc thiên bút chí tòa ít hà bút giác tô hà lá ca tô a hồ sĩ tí bút tòa an tô bút rám bít bắt chí tùm giác hàng ba già bê sĩ sô tám a rác tô bút chí bún man nô giá tác xà sắc chí giác ra ban nà dí sắc chí và tí bàn na di tí mắt bàn na di tí á hàm á thà mắt về và mí tê na hí và tí giác ra và hí mà ra nề hí bùn mắt mông tích tùng bít mù ba ví dế xê dạ mì tí bác hà ví bác na sô ý đà mí tê hí bùn luôn tích tùng hạt tùm nế và già mỹ về quý già mỹ và con xin hát. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Bạch sư, con xin đọc bài tá tí vô đê quá đu tô xí thách thá ra chá cú ma rô chá ná xà rá tì nà sắp hình má há làn canh chá rô ghi chá bác sĩ tòa tá tí dằn
Uyana Pumiyan Charikan Ahin Damano Sangli Patitang Nana Rattani Dusani Niwa Sentang Mahacha Nakayang Sakhin Kari Cha Chitakang Kari Yam Manang So sarap hình bút trí tòa ý thá bút gà lô Kà lá cá tô á hồ xì tí Nhạt nhá tòa An tô bú răng Ní quá tí tùng rách thăng Bà chà bề xí So tăng á gà tô đúc khì Đâm má nô Chà tát xá xá tí Chá ra Bành nhà dít xá tí Quy già thí Bành nhà dít xá tí Má ra năng Bành nhà dít xá tí Á hằng á thà Má rầy già mí Tề na hí Chà tí chá ra Quy già thình Quy già thí má ra nề hí Bá môn chí tùng quýt thình Bá rí dề Xài già mi tí Bách chá dí Ba ná sô y đà ní tê hí Ba môn chí tùng cá thằng ca tùng Nề quá Quý chà ní Dạ con xin hết ạ Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo Dạ thưa sư con xin đọc bài ạ Tatiro Dewa Buto Kitatha Raja Kumaro Kanna Sarathina Tathin Mahana Kancha Rohingya Tatsitwa Tati Rang Visa Na Phu Mi Rang Cha Di Kang Ahim Da Mano Thani Tati Tang Nana Rattani Dussani Niwa Kentang Maha Chana Ka Rang Sắc thiền, cà rí, chi tác cằn, cà rí giang, cà rí giá mà nằng, sô, xa giá thiền, cúc chi tòa, ý thá, búc và lồ, cà lá cá tô, á hồ xì tí, nhà tòa, ăn tổ vũ rằng, lý quốc tí tùng, giá thằng, tà trà kê xí, So tăng arato tuk thi dumano cha tắc xá ta tí cha ra bành nhà dít xá tí ra thí bành nhà dít xá tí na ra năng bành nhà dít xá tí a hằng ép tha ma dây ra mí tê na hí cha tí cha ra ra thí ma giá nề hí Ta mùng chí tùng dí thìn Ba dí dê xây ra mi tí Bách cha dí Ta ná sô Ý đa ní tê hí Ba mùng chí tùng Cá thẳng Ca tùng Nề quả quý cha ní Dạ thưa sư con xin hết ạ Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương sư con xin đọc Tatiyo Dewa Duto Siddhartha Raja Kumaro Channa Sarathina Sathin Mahalakancha Rogincha Asitwa Tatiyang Viya Nabumiyang Charikang Ahin Damano Sang ni Patitang Nana Rattani Susani Busani Niwa Sentang Maha Yana Kayang Sakin Kari Chit Chit Takang Kari Yang Manang So Sarathin Uchitwa Itha
Bugalo Kala Kato Aho City Nhạ Tòa Anto Purang Ni Batitum Rathang Payapisi Sothang Agato Bukhi Lumano Yatasa Sati Yara Panya Yisati Viyati Panya Yisati Maranang Panya Yisati Ahang Atha Mare Yami Tenahi Yatiya Ra Viya Thing Mara Nehi Pamunchitum Viting Pariye Se Yang Mini Pachi Pachi Haji Panaso Idani Tehi Pamunchitum Katang Katum Newa Vichani. Dạ bạch sư con xin hết ạ. Dạ xin mời học tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Tatizo đề quá đù tô chiết thá ra chá cú mà rồ chẳng ná xà ra thi nà sát thình ma há là cằn chá rồ gình chá ta xí tòa ta tí rằng uy già na phù mi rằng chà ri cằng a hiền đá mà nô sàn ní pa ti tằng nà nà rát tà ní đu xà ní nì hòa xê tằng ma hà cha na cà rằng sắc kình cá rí chi ta cằng cá rí giá mà nằng sô xà ra thình búc chi tòa ít thá búc ga lô ca lá ca tổ a hồ xì tí nát tòa Anto Purang Niwa Titum Rathang Pacha Pesi So Tang Agato Dukhi Dummano Chatasa Sati Chara Panya Zisati Vizati Panya Zisati Maranang Panya Zisati Ahang Atha Maraisami Tenahi Chati Chati Chara Visa thí mara ne hi pa môn chi tùng vi thình pari dê xây ra mi tí pa cha dí bàn ná sô y đà ní tê hi pa môn chi tùng ca thăng ca tùng này nề qua quý cha ní. Bạch sư con đọc xong rồi ạ, con cảm ơn ạ. Dạ xin mời học tử Tuyên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc bài. Tatiyo dewa duto chitta raja kumaro channa sarathina satin mahan kancha rojincha pasitoa tatiyang uyenne fumiyang cherikang ahi ahinda mano sannibatitang lần này rất tân ni rút sân ni đi qua sân tăng mai hà trá ná kè dân sát khinh cà rí chí ta căng cà rí giá mà nặng sô xe ra thình hút chí tòa ý thè hút gà lô kè lá kết tô e hồ xì tí nhé tòa anh tô bu răng đi qua tí tùng ra thằng Pada Besi Sotang Agato Dukhi Dummano Chatasa Sati Chaya Chara Panya Yisati Yisati Uyati Panya Yisati Maranang Panya Yisati Ahang Atha Marai Yami Tenahi Chati Chaya Ra quý già thí, ma ra nề hí.
Bamun chitun chitin Pari ye say ye miti Pat chayi Panesho idani tehi Bamun chitun Kathang katun ne wa Wichani Dạ thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Hoa Nguyễn. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Tati yo de wa du to sitathara chakumaro chana sarathina sathin mahalakancha rongincha pasitwa tati yang viyana fumi yang jarikang ahindamano sanibatitang nana ratani rusani niwase niwas sentang mahat Janaka yang sakhin kari citakang kariya kariya manang so sarathin bujito itha bukalo kalakato ahositi nyatoa an anto purang niwatitung ratang baca pesi sotang agato dukhi demano Jatasa sati jara panyaji sati yati panyaji sati maranang panyaji sati ahang atha marayami tenahi jati jara yati maranehi pamunjitung witing pariye sayami ti bacayi panaso idani te tehi pamunjitung kathang katum newa wichani. Yang saya xin hết. Xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Thưa sư, xin đọc đoạn văn. Tatiyo devaduto siddhathara chakumaro janasarathina sathe mahalakancha rolincha pasitwa tatiyang viyana fumiyang jarikang ahinda mano sanipattitang nanaratani dusani niwasentang Mahajana kayang sakhin kari Chita kang kari kari ya manang So sarathin kuchito Itha pukalo kalakato ahositi Nyato antapurang niwati tung ratang baja pesi So tang agato dukhi dumano chatasa sati chara Panyayisati yathi panyayisati Maranang panyayisati ahang atham mariyami te nahi chati chara yathi maranehi pamunchi vithin ye se yami ti hai chadi panasati dani te pamunchi tung kathang katung newa ni chati. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ cô Phúc Hạnh cho vui lòng tắt mic ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Rồi bây giờ anh có mặt sẵn bài tập chưa? Đó là bài tập 15 đấy, cho lớp tập đọc bài tập rồi mình sửa bài tập đi. Tắt cho 5 câu sư đọc qua cho lớp học theo cái đi. Rồi câu 1. Raja Kumaro Sarathina Saha Mahalakancha Ruvincha Pasitwa Tatiyang Matapukalang Sakhin Akari. Câu 2. So Dukhi Dummano Chatiya Chara Panya Yisati Yathi Panya Yisati Maranang Panya Yisati Ti
bách hà dĩ. Câu 3. A hằng cha ti ya cha ra ya ya thim ha marna sma cha pamun chi ya pamun cha na ya vi thim pari ye si tung ni cha ka lang wa ya mai ya mi. Câu 4. Ra cha kumaro pi chana sarathi pi vi cha ri tung tích khắc tích khắc tích khắc tung và sa đầm hà ni khám mi tòa na na đề qua đu tê phát sung. Cầu số 5. Mạch dăng bạch chúc bàn na ca lê quá các thằng bí thi na cha tình cha rằng gia thình mát năng cha a ti vắt tây gia má bỏ bớt mấy cái dấu ấy cho nó gọn lại để lớp đọc cho nó dễ, cho nó về một trang. Dạ thưa sư, lúc nãy cái câu đoạn văn mình chưa có làm câu số 1 của sư, hãy gạch dưới các động từ khả năng. Gạch dưới hả? Dạ, từ, cái đó mình chưa rồi, bây giờ phần đó mình tự làm luôn đi ha. Từ gạch dưới các động từ dạng khả năng gạch đi nãy không nhé. Để cái này đưa xuống dưới cho nó nằm một trang dưới. Rồi sư đọc lại lần nữa ha. Raja Kumaro Sarathina Saha Mahalakancha Ruvinja Pasitwa Tatiyang Mata Pukalang Sakhin Akari. Câu 2. So Dukhi Dumano Cha Tiya Chara Panyayi Sati Vya Thi Panyayi Sati Maranang Panyayi Sati Ti Pachayi. Câu số 3. Ahang Cha Tiya Chara Yam và thim hà marna sma cha pamun cha na ya sat vi thim pariye si tung ni cha ka lang va ya mai ya mi. Câu số 4. Raja kumaro pi channa sarathi pi vi cha ri tung tích khat tung pa sa dam ha ni khami toa na na de va du te pa sung. Câu số 5. Mayang pachupana ka le wa ka thang vi thi na cha tình cha rằng ya thình mắt năng cha ati vat tây ya ma. Rồi bây giờ mày lớp giơ tay lên để mình tập đọc 5 câu hỏi này trước đi. 5 câu bài tập này trước đi. Khánh ơi, giơ tay lên để đọc bài đi. Khánh chưa mở mic cho Khánh. Dạ, xin lỗi anh chưa mở mic. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, con xin đọc 5 câu dịch từ Bali sang tiếng Việt. Câu số 1. Raja Kumaro Sarathina Saha Mahalakancha Rogincha Pasitoa Tatiyang Mata Bukanang Sakhin Kara Aka Akasri. Câu số 2. So Dukhi Dumano Chatiya Chara Panya Yisati Vyati Panya Yisati Maranang Panya Yisati Ti Pakhayi. Câu số 3. A hằng cha tí già cha ra giá và thiêm hà má ra nát mà cha ba môn cha na giá biết thiền ba đi về si tùng nít cha ca lăng và giá mây và mí. Câu số 4. Ra cha cú ma rô bí cha ná sa ra thi bí quý cha ri tùng tích kha tùng bà sa đầm hà nikha mi toa nana đề quá đu tê bát sum.
Câu số 5. Má dăng. Bắt chước Panna Kale quá cá thăng. Quý thi na cha tin cha răng gia thiên. Má ra năng cha á tí quắc tê gia má. Thưa sư xin hết rồi. Dạ, xin mời Phật tử Phương Tây ạ. Dạ, con xin đọc năm câu Bali sang tiếng Việt. Câu số 1. Rajak Kumaro Sarakthina Sahak Mahatlak Kancha Rolincha Baksitwa Taktiyan Matatlut Katlan Sakthin Akra Akkasri. Câu số 2. So Dukhi Dumano Yatiya Yatra Panna Yisakti Ha Gia thí ban na di sa tí mắt rất năng ban na di sa tí tí bắc hà di rồi số ba a hàm giác kỳ giá giác ra giác hà thiên hà marat nas ma cha bình chắc nay giác giết thiền ba vi se xích tùm nát chân hà lần và già mề giác giết. Rồi số 4. Gayat kuma robi chana sarati di tika vicharitum tikhantum bada hamha tikhan mitwa na na de va di te bak sum sunam mayang bak chup ban na thale va khat tan vikhit na yap thim yap ram yap thim mắt nó về áp đi qua về giặt mắt giặt con xin hết rồi. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin đọc năm câu dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất, Raja Kumaro Sarathina Saha Maha la kancha rovincha pasitwa tati rằng mata pukka lang sakin akari. Câu thứ hai, so dukhi dumano cha tí già cha ra panya di xá tí già thí panya di xá tí má ra năng panya di xá tí tí bách cha dí. Câu số ba, a hằng cha tí già chá ra giá vi thình hà ma ra nas ma chá pa môn chá nhà giá vi thình pari dề sít tùm ních chá ca lăng hòa giá mây già mí. Câu số 4, ra chá cú ma rô pí chăn ná xà rá thì pí vi chá rít tùng tích khác tùng pa sa đàm hà nít khá mít tòa na na đề quá đu tê phát sùm. Câu số 5, ma rằng bác chúc pan na ca lê hoa quá các thằng vi thiên na cha tình cha rằng vi gia thình ma ra nằng chá a ti quá tây gia má. Bạch sư, con đọc xong rồi ạ, con cảm ơn. Dạ, xin mời cô Dự Bảo. Dạ, bạch sư, con xin đọc bài tập 5 câu dịch Pali sang tiếng Việt. Cha chá cú ma rô sa rá tí na sa há ma hàn lắc cành chá rô viên chá bác sĩ tòa ta tí giang ma há búc gá lá lăng búc gá lăng sắc hình cà à á cá rí. So, câu số 2, so đúc khi đùm má nô cha tí già cha ra bành nhà dít xá tí già thí bành nhà dít xá tí má ra năng bành nhà dít xá tí tí bách cha dí. Câu số 3, á hằng cha tí già cha ra giá già thình hà má ra nát mà chá bá môn chá na giá quyết thình bá rí về si tùng mít chá ca lăng hòa giá mê già mí.
Câu số 4. Raja Kumaro bi chana sarathi bi vicharitum tikkhatum basadamha nikkhamitva nana dewa dute pasung. Câu số 5. Mayang bachup bana kale wa kathang vithina cha tình cha rằng vya thình maranang cha ati quách tay già má. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, bạch sư, con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất, Raja Kumaro Sarathina Saha Maha Lakangcha Ruginja Pasitwa Tatiyang Mata Pugalam Sakhin Akari. Câu số 2. So Dukhi Dumano Chatiya Yara Panya Yisati Yati Panya Yisati Maranang Panya Yisati Ti Pachiha Yi. Câu số 3. Ahang Yatiya Charaya Ya thiền hà mara nasma cha cha mun cha na ya vithin pariye situm nicha kalam wa ya me yami. Câu số 4. Raja kumaro pi jana sarathi pi vicharitum tikhak tum basa damha nikhamitwa nana dewa dute pasum. Câu số 5. Mayang pachupanya panna kalewa kathang vithina yating yarang yating maranang cha Ati wat te ya ma. Bác sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc phần dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Câu số 1. Raja Kumaro Sarathina Saha Mahonaka Rovinja Pachitwa Tatisang Nata phúc ra nằm tắc thiền a ca tế dít xá tì tế cách cha dí. Câu số 3. A hằng cha tí già cha già giá và thiên hà na gan mà chá ba mùng chá na giá đi thỉnh ba đi về thì ba đi về tiếp tùng nick cha ca nằng và giam mày già nữ. Câu số 4. Và cha của mà rồ tí chân ná xa giá thì tí tùng và sa đâm hà nick khả mi tòa na na đề quá đù tề bắt sùng. Câu số 5. Ma rằng bắt chút tàn ná ca lề quá cắt thằng à cá thằng quý thi nà cha tình cha rằng và thìn ma ra nằng chá a ti quát tây ra má. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt.
Câu thứ nhất. Đề trẻ của người rùa sẽ ra tí nè, sẽ hả? Má hành lá canh chát, vô kinh chát, bác sĩ tòa, ta ti dặn, má tá bút gá lăng, sắc khinh, ai cà rí. Câu số 2. So, lúc khi, tùm mê nô, trẻ tí dè, trẻ ra, bình nhà dít xa tí, dè thí, bình nhà dít xa tí, má ra năng, bình nhà dít xa tí tí, bách trẻ dí. Câu số 3. Á hằng, trẻ tí dè, trẻ ra dè, dè thím hà, má ra, nát mà, trá. Ba mùn cha na giá quý thìn ba ri dê si tùn ba ri dê si tùn nít cha cà lăng qua giá mì dè mí. Câu số 4. Ra cha cú mờ rồ bí chanh ná xa ra thì bí quý cha tùn tí khát tùn ra bí tòa nè đề quá đù tê. Câu số 5. Mai dặn bác chúc khờ bàn ná kè lệ quá cá thằng quý thí nè trẻ tì trẻ răng dạ thìn má ra nặng trẻ á tí quốc tê dạ má. Dạ thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử cùng đề. Dạ, thưa sư, con xin đọc phần dịch Bali sang tiếng Việt ạ. Ra chá cú ma, câu số 1, ra chá cú ma rô sa. Ra chá cú ma rô sa ra thi na, thi na sa há, ma há lá, căng chá, rô ginh chá, bác sĩ tòa, ta tí giang, mata bu cá lăng sắc á chá rí. Dạ, câu số 2. Sô đúc khí đúc khi đù đú mà nô gia gia tí gia gia chá ban nhà di sa tí vi gia tí ban nhà quý sa tí ma ra năng ban nhà quý sa tí tì tí bách hà dí. Dạ, câu số 3. Á hằng giá tí gia giá ra giá vi gia thìn hà má ra nát na chá bá muôn chá na na giá quý thìn bá rí dây xí tung nít khá ca lăng qua giá mây giá mí. Dạ, câu số 4. Ra chá cú ma rô bí chá ná sa rá thi bí quý chá rí tung tích khá tung ba sa đầm hà nít khá mít toa na na đê quá đu tê bát sung. Dạ, câu số 5. Má dân bắt chú băng bắt chút băng ná cà lê quá qua cá thang quỳ tí na cha thình cha răng vi gia thình ma ra năng chá ắc tí qua tê già má. Dạ, thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử là muốn đọc đúng không ạ? Bây giờ nếu mà không còn ai đọc nữa, mình sửa bài tập đi. Ai sửa câu nào mình sửa được câu nào sửa câu đó. Dạ, con xin sửa câu 2 bài rồi đấy ạ. Dạ, xin sửa câu 4. Sửa câu số 5. Dạ, còn lại câu số 3.
Số 3 chưa ai sửa. Câu số 3 con ghi gì mẹ? Ta nên luôn luôn nỗ lực. Để tìm cách thoát khỏi sự sinh già bệnh chết. Sự sinh, con viết sai rồi. Ta luôn luôn nỗ lực để tìm cách thoát khỏi sự sinh, già, bệnh, chết. Chết. Luôn luôn nít chat cao đăng là luôn luôn
Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu rồi. Cảm ơn các Khánh nha. Ra việc câu 1. Raja Kumaro Sarathina Saha Mahalakancha Rovincha Pasitwa Tatiyang Matapukalang Sakhin Akari. Ở đây mình có chủ từ là Raja Kumaro với một danh từ đi cùng với chủ từ đó là Sarathina Saha, tức là Saha điều cách thứ ba. Rồi mình có bất biến quá khứ phân từ đó là Pasitwa, tức bất biến quá khứ phân từ nó có hai cái phức từ, đó là Mahalakancha là người già, Ruvincha là người bệnh. Rồi mình có cùng một từ đó là Sakhin Akari là thấy hoặc là chứng kiến, Matapukkalang là túc từ, Tatiyang là lần thứ ba là trạng từ. Thì ở đây mình thay dịch là bất biến quá khứ phân từ trước thì đó là sau khi nhìn thấy người già và người bệnh. Nếu dịch vậy rồi thì dịch chủ từ thái tử ai cũng được, dịch vậy cũng được đây nghe ca. À, dịch vậy cũng được. Lần thứ ba thái tử cùng với người đánh xe đã chứng kiến người chết. Rồi câu số 2, so đúc khi đúng mắt nô cha tí già cha ra bành nhá dí sát tí già thí bành nhá dí sát tí má ra nàng bành nhá dí sát tí tí bách hà dí. Ở đây thì mình có chữ so là chủ từ, đúc khi đúng mắt nô, hai cái này thì nó cũng ở chủ cách nhưng mà nó là tính từ bộ nghĩa cho chữ so. Bách hà dí là động từ chính ở trong câu, đó là suy nghĩ hoặc là suy xét. Suy xét cái gì đó thì ở đây mình có cái dấu ngoặc kép, đó là cha tí gia cha ra bành nhí dí sát tí cha tí gia thì là cách thứ ba, cha ra là chủ cách, bành nhí dí sát tí là đồng thì ở thì vị lai. Ở đây mình có thể dịch nó là do sự sanh, do sự sanh. Do sự sanh. Không được. Do sự sanh. Sự già và sự chết sẽ có mặt. Do sự sanh. Dịch chị đi kể, tại nó ám chỉ cho ba trường hợp luôn. Do sự sanh, sự già. Em dịch tắt nó đây, nó có tới ba động từ. Nhưng mà nếu dịch từng động từ thì nó khó nghe lắm. Phải dịch trong câu Bali thì người ta sử dụng ba động từ như vậy, nhưng trong tiếng Việt mình dịch thì nó khó nghe lắm. Do sự sanh, có sự già, phải sự già, phải sự bệnh. Và sự chết. Đó phần nằm ở trong dấu ngoặc kép, đóng dấu ngoặc kép ở chỗ đó.
chữ động từ panyajisati ở đây thì san bỏ hết vậy? Sao bỏ trơn vậy? À, như đó. Ngày sầu muộn sầu khổ, ngày đau khổ sầu muộn và suy nghĩ rằng do sự sanh có sự già, sự bệnh và sự chết. Rồi câu số 3. Ahang cha tiya charaya vyathimha marnasma pamun chanaya bithin pariye situng nichakalang vayama mayami. Ahang là chủ từ. Ahang là chủ. Thưa sư, cái từ mà panyajisati dùng dịch chữ có thôi hả sư? Con hai thưa sư. Từ vayamayami. Ý con nói là chữ banya jisati, nếu mà dùng dịch là chữ có là lấy động từ chính là dịch chữ có thôi, phải không thưa sư? Nó tùy theo trường hợp mà dịch. Nếu là cái banya jisati là hiện ra thì hiện ra tức là có mặt. Nếu mà vậy sao không để cuối câu thưa sư, nếu mà dịch ví dụ con dịch giống như vậy: sau khi đau khổ và sầu muộn, suy nghĩ rằng do sự sanh, sự già, sự bệnh và sự chết sẽ có mặt được không thưa sư? Hoặc là dịch vậy cũng được. Do sự sanh, đúng là dịch vậy nó đợi cho sự già, sự bệnh, sự chết sẽ có mặt. Đúng rồi, nếu mà dịch đổi nó lại cho động từ sự, do sự sanh. Phải cái thì phải giờ đó đi. Do có sự sanh. Không có dùng có được, tại động từ lấy động từ rồi. Do sự sanh thôi. Do sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết sẽ có mặt. Sẽ thêm chữ sẽ. Dịch gì nó sát với con Phạm. Rồi. Câu thưa số 3. Thưa sư cho hỏi mà sao nó có tới 3 cái động từ mà sao? Cái cấu trúc câu nó vậy thôi chứ đâu có gì. Để 4 từ vậy sao? Để 4 động từ luôn. Ở đâu 4 từ? Cái sanh á. Cách thứ 3 mà nó có liên quan đến động từ đâu. Sanh nó đâu có phải là cách, nó đâu phải là chủ cách đâu mà có động từ. À. Nhưng mà trường hợp nếu để luôn chủ cách luôn thì nó được không? Sao để chủ cách được? Cái sanh nó là nguyên nhân để có già, bệnh, chết. Nó đâu có thể để giải chủ cách được cái câu này. Rồi câu 3 đó là hăng là ta. Vayamayami là động từ dạng khả năng cách, nên, nỗ lực. Nhưng mà ở đây mình có nichakalang, luôn luôn, thì dịch thêm nên luôn luôn nỗ lực. Pariyesitung là để tìm cách. Vithin pariyesitung để tìm cách thoát khỏi. Pamunjanaya tại cái trước vithin nó là dạng danh động từ, cho nên dùng có mùn trên này giá thoát khỏi gì đó thì mình chia nó cấp thứ 5. Sự sinh charaya, thoát khỏi sự sinh, sự già, sự sinh, sự bệnh.
sự sinh, sự già, không có bệnh, à, có chữ bệnh nữa chứ, sự bệnh và sự chết. À, Rajakumaro pi chanasarathi pi vicharitung tikhatung tikhatung pasadamha nikhamitwanana devadute pasung. Ở đây có gì sao ba lần đấy, tikhatung Pasadam Hani Kamitwa, đem dịch bất biến quá khứ phân tử trước, rồi dịch luôn trạng từ tích khách tung. Tức là sau ba lần rời khỏi hoàng cung để đi dạo, thì Bicharit tung ha, để đi dạo. Cho đó mình phải dừng cái đi. Thái tử Rajakumaro là thái tử, thái tử và người đánh xe, cái này không không dịch là bà được, tại người ta sử dụng chữ pí mà đâu dịch chữ bà được. Cả thái tử, cả thái tử lẫn người đánh xe chăn mát đã thấy các vị thiên sứ khác nhau, đã thấy các thiên sứ khác nhau, bỏ chữ vị đi, rồi câu số 5. Mấy dân ta chúc bánh á ca lê các thằng, ta chúc bánh á ca lê quá các thằng, vi thi na cha tình cha răng gia thình mát năng chá a ti quát tây gia má. Ngay trong hiện tại, ta chúc bánh á ca lê quá ha, ngay trong hiện tại, càng tây chỉ thời gian, chúng ta mấy dân là chúng ta có thể vượt qua Atiwati Yama, nghĩa là có thể vượt qua động từ khả năng cách, thể vượt qua sự sinh, sự sinh hoặc là viết tắt gì cũng được, sự sinh và bệnh và chết bằng cách nào đó thì mình biết hơi tắt một tí, sự sinh và bệnh chết bằng cách nào, cách thăng đi thế nào, bằng cách nào. Rồi giờ sửa tiếp năm câu tiếng Việt đi, tranh thủ sửa cho xong phần căn bản thì xong sửa phần nâng cao. Để lên cho trên chụp cái. Con xin sửa câu số 2, ai con xin dịch câu số 2. Rồi. Rồi Khánh. Thế hình như hồi nãy câu 3 nó không có đủ Khánh ơi. Thế vậy là tới câu 5, câu 3 đủ rồi. Tới câu 5. Rồi cảm ơn Khánh. Con xin dịch câu số 5 ạ. Ai dịch được con làm dịch đó, nhưng mà lên tiếng để mọi người biết. Đang dịch câu số 4 nè. Dịch câu số 1. Đang dịch câu số 4 rồi Khánh.
Dạ, hình như là câu số 5 chưa có Phật tử nào chọn dịch. Khánh Khánh kéo dùm cái ngữ vận dùm chị nghe Khánh. Gần cuối. Khoan. Rồi, được rồi Khánh, được rồi. Phan kéo xuống lại, kéo cái ngữ vận xuống một chút. Santa chi nhanh tí đó hả? Rồi, con đã nó sai. Santa. S ở cuối dưới. Thưa sư cho con hỏi từ mà Santa không kéo vào để đó không? Từ nãy tình thưa sư cho con hỏi Santa chi giá tí là động từ năng động thể là thuộc động thể thưa sư? Động thể Santa chi giá tí bị đe dọa, cái là năng động thể là thụ động thể. Thụ động thể. Rồi là sửa là Khánh sửa là dùng cái đó luôn Khánh. Sửa gì? Tại cái ngữ vận nó bị sai á, con thấy cái phần nó để động từ. Tại gì? Tại cái động từ thụ động thể là chưa học cho nên sư chỉ để động từ thôi, sửa làm gì?
sửa cũng đâu ai biết đâu hỏi. Để động từ vậy là được rồi, miễn sao dịch đúng ý nghĩa là được rồi. Câu số 2 cô đăng lên rồi đó các thánh. À, Khánh ơi. Khánh ơi. Dạ em nghe chị Tiên. À, cái chữ N dấu ngẽ nằm trên viết chỗ này chị Tiên, nãy giờ Tiên không rê, em sửa giùm chị nha, mấy chữ không có N dấu trên á. Nó ngẽ. À, dạ dạ. Chị câu số 4 á. 1 2 3 Các thánh sửa dùm cô câu 2 ra chát của Maro chứ không phải chỉ vô đánh rời ra con. Ủa Khánh ơi, cái N vô nghĩa là nằm chữ chỗ nào chị Tiên quên rồi, đánh dấu sao nhớ rồi. N vô nghĩa là viết chữ gì? Qua bàn phím English rồi đó mà chữ N vô nghĩa nãy giờ tìm không rê ha. Lâu quá viết quá quên. Chữ anh ta nói chữ chi á, chữ Tiên. Chi à? Ờ, chữ chi là N vô nghĩa hả? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Câu 1 với cung điện phải là Bassa Đam Ha phải không ạ? Ta đi dần. Bassa Đam Ha. Đàm á, chữ E bỏ cho em mời chấm dưới. Ba sa đam ha, đúng rồi. Đàm ha, chấm á, chữ E mời chấm á, với chữ ha đó, đổi là chữ M thường. Nó là trường âm chữ A. Ba sa đam ha. Câu 4 mất hẳn, câu 4 là chữ A, mất hai lá ca, mất hai lá canh chá. Lá chứ không phải lành.
bỏ chữ nhá, Mahala Kancha. À đúng rồi. Không có bốn, đúng rồi, đúng không bốn. Bỏ rồi. À, đúng rồi. Như còn câu 3 chưa làm. Giờ còn có ba. Giờ còn có ba. Chết có ba đó.
Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu rồi. Nhìn sửa luôn ha, sửa nhanh tí ha. Lần thứ ba, thái tử và người đánh xe sau khi rời hoàng cung để đi dạo đã nhìn thấy thi thể. Lần thứ ba là Tatiyang, thái tử là Rajakumaro và là Chát Sarathi là người đánh xe. Chủ từ. Sau khi rời hoàng cung để đi dạo thì mình Vichaditung Pasadamha Nikhamitwa Pasadamha Nikhamitwa đã thấy thi thể Charanpasung. Câu số 2, sau khi thấy người già, chú còn cháu quăng á, thi thể là cháu quăng. À, cháu quăng đúng rồi, để giữ thi thể là cháu quăng. Sau khi thấy người già, người bệnh và người chết, thái tử không còn vui thích hưởng thụ ngũ dục. Rajakumaro là thái tử, Mahalakang là người già, Rogin chát là người già, Rogin chát là người bệnh, Mata Pokalan chát là người chết, Pasitoa là thấy. Bỏ chữ so đi, chữ so là dư. Thái tử không vui thích thì Narami, không vui thích hưởng thụ Anupavitung, ngũ dục là Panchakamaguṇe. Được rồi đó. Câu số 3, thái tử suy nghĩ ta phải làm như thế nào để vượt qua sự sanh già bệnh và chết. Bệnh và chết. Sửa chữ vô viên dùng. Rajakumaro Chintesi đã suy nghĩ ta phải làm Karyami. Karyamiti là Karyami, là ta phải làm như thế nào, cách thăng là như thế nào để thoát khỏi, để vượt qua Atikamitung, để vượt qua sự sanh là cha tinh, cha sự già là cha ranh cha, sự bệnh là ru ganh cha, và sự chết là mát nanh cha. Rồi được rồi. Ru chứ hình như ru rin hả sư? Đâu có chữ ru cá, là một cái là ru gin, gin là người bệnh. Dạ. Còn ru cá là sự bệnh ha. Dạ, dạ. Rồi câu số 4. Sau khi nghe tin thái tử đã nhìn thấy người già, người bệnh và người chết, vua Tịnh Phạn không vui. Suttodana Raja là vua Tịnh Phạn. Sau khi nghe tin Sunitwa, nghe tin gì? Thái tử đã thấy Pasiti. Pasi là đã thấy người già, người bệnh và người chết. Narami là không vui. Rồi câu số 5, sanh mạng của tất cả chúng sanh luôn luôn bị đe dọa bởi sự già, bệnh và chết. Sappa sattanang jivitang là sanh mạng của tất cả chúng sanh luôn bị đe dọa, tức là nichakalang sanh tách chi yati, luôn bị đe dọa bởi sự già, bệnh và chết. Charaya cha ya thi na cha marne cha, chữ marna này là chấm dưới. Rồi bởi sự sanh già bệnh chết. Rồi được rồi đó. Rồi thì xem bài trước đã, thì tới mình sửa cái bài đặt nâng cao. Rồi sửa xong rồi mời lớp nghỉ.
Thưa sư, nếu mà câu 5 á, thưa sư, à, sanh mạng của tất cả chúng sanh, nếu mà sanh mạng dùng số ít hay số nhiều, thưa sư? Số ít được rồi. Yeah. Mỗi chúng sanh có một sanh mạng thôi, chứ nó đâu có nhiều sanh mạng đâu mà. Trân chụp xong rồi không trời? Xong rồi Thánh, cảm ơn Thánh. Được rồi. Buổi học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Pali cho chúng con. Dạ kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có đường đến chư thiên. Dạ xin mời cô. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ sư, sau đây con xin đại diện lớp con hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha chaphamatha devanaga mahitika buôn nhang no anumodan tu chi rằng rác khan tu sa sa năng. Akasatha chaphamatha devanaga mahitika buôn nhang no anumodan tu chi rằng rác khan tu no garu. Akasattha cha phẩm ma tha deva naga mahitika buôn nhang no anumodan tu chi rằng rát khan tu nhà ta yo. Akasattha cha phẩm ma tha deva naga mahitika buôn nhang no anumodan tu rát khan tu ban ni no. Akasattha cha phẩm ma tha deva naga mahitika buôn nhang no anumodan tu chi rằng ra khan tu no sa đà y đằng qua ta no buôn nhang asavakaya qua hằng hồ tu anagate ca le. À thú sa thú. Kính mời quý học viên trở lại lớp Pali vào ngày thứ sáu hàng tuần vào lúc 19:30 đến 20. Chúc sư và lớp học có nhiều sức khỏe, tiến hóa trong đạo pháp và kính chào cả lớp. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Kính chào cả lớp. Rồi xin mời lớp này. Kính chào cả lớp. Con kính tri ân sư ạ, con chào cả lớp ạ. Rồi xin chào. Chúc sư ngủ ngon. Dạ. Chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon. Dạ, chúc ngủ ngon.